bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Gợi nhớ tuổi học trò, tâm tình thường hay ngõ. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên cho anh em một cặp loa đến từ hãng Panasonic nha anh em. Cặp loa này được tách từ bộ dàn mini Panasonic ra nha. Bộ cặp loa có tên là model là SX400 nha anh em. Thiết kế với tông màu xám bạc nha, rất là đẹp nha. Từ loa và cái vỏ lo đều là xám bạc hết nha. Lo về thì còn lưới dây căng đầy đủ nha. Lưới thì nó có vách nhẹ nhẹ, rách nhẹ nhẹ một số chỗ. Đó. Bên nào cũng vậy, nó thường nó hay rách mấy cái đầu nè. Ngay cái gốc á. Còn cái khung thì còn đẹp hết nha. Thương hiệu Bana vẫn còn đầy đủ hết luôn. Đó. Anh em không thích cái lưới rách này thì anh em có thể bọc lại. Không thôi để về chơi nha anh em. Đó. Anh em vừa nghe một đoạn nhạc bolero mưa đêm tỉnh nhỏ. Mình đang phối ghép cặp loa này với một con âm ly quen thuộc Onkyo phía sau. Mình dùng con âm ly này thường xuyên để ghép những cái cặp loa mình về hàng về, mình test cặp nào mình cũng test hết. Mình thấy đều chất âm đều ok nha. Âm ly đó rất là hay nha, Onkyo TX8050 của mình. Đó. Cặp loa về trong tình trạng còn đẹp nha, góc cạnh vuông vức, tuyến lo còn mớ nha anh em, màu xám bạc nha. Đó. Đây là mặt sau của cặp lo. Cặp lo là công suất 80W một cặp, trở kháng 6 ohm nha. Cái cặp lo này nó thiết kế có cái một bên lo này là có phần công suất, từ cái phần công suất này nó có một cái chạm cáp này nè, nó cắm vào cái cục vàng. Mình về được lo không có về cục vàng được, nên mình tách ra mình bán rời cho anh em nha. Để có cái sợi cáp nó cắm vào cục vàng, xong nó đưa tín hiệu trong đây, nó khuếch đại lên. Và cái ngõ ra lo cắm qua bên đây giống như lo vi tính ngày xưa vậy đó. Có phần khuếch đại, có nghĩa là cái cục nó chỉ đọc tín hiệu đĩa CD này nọ các kiểu. Nó đưa cái qua cái phần dây cáp này nè, đưa vô đây khuếch đại lên. Xong nó phát ra, có đại nó phát ra nhạc nha anh em. Đó. Nè, nó còn cái đầu dắt cắm điện đầy đủ nè. Điện áp là 100V nè, công suất 46W nè. Đó, đây đầy đủ luôn nha. Dòng này được sản xuất tại nội địa Nhật luôn nha anh em. Trở kháng thì 6 ohm, công suất là 80W một cặp, một thùng là 40W nha anh em. Đó, phía sau thì góc cạnh còn vuông vức đầy đủ nha, đẹp nha. Đó. Nên không có cục thì mình bán lo, mình đã câu từ phía trong ra cái sợi dây cho anh em về, anh em đấu vào âm ly. Đó, mỗi bên đều có một cái sợi dây đỏ đen hết nha anh em. Anh em về anh em có thể ghép với dàn mini hoặc là cục vàng có sẵn anh em chơi. Đó, chất âm của cặp lo này khá là hay nha. Anh em nãy cái đầu clip anh em cũng đã nghe. Bass chép rất là lực, bass cũng khá là lực, chép tiếng chép rất hay nha. Nhìn cái lỗ thông hơi bass anh em biết nó hay rồi đó. Đó. Dội từ cái lỗ thông hơi bass anh em thấy cái củ lo chép luôn nha. Đó. SX400 này cái bass có 10 thôi nhưng mà chịu đòn rất là ghê gớm nha. Mình đang ghép với con ly 200W mà nó đánh không nghe ù rè gì luôn nha anh em. Đó. Thiết kế một cái chép này là chép nhựa nha. Đó, chép này tiếng này khá là hay nha. Đây là cái phần che mũi chép được mạ rơm đó, bảo vệ cái này là bảo vệ cái màng chép nha. Lo này bass 10 thôi, màng nhựa gân cao su zin nha anh em. Đó, góc cạnh còn đẹp ken hết nha. Rồi mình xin báo giá luôn là mình bán cặp lo này là 600.000 đồng nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo.
để trao đổi chi tiết hơn về cặp lo này nha anh em. Cách 10 cm thôi nhưng mà tiếng trầm rất tốt nha. Đó, 10 cm nha anh em. Chép thì khoảng 6 cm, chép 6 cm, một con chép nhựa, cái đầu mũi như giống như đầu đạn vậy đó. Đó, con chép này tiếng nó hay. Rồi mình đo kích thước chiều cao của lo nha anh em. Lo cao 25 năm nha anh em. Cao 25 năm, rộng 13 nha. Rộng 13, chiều sâu cũng khá là sâu. Sâu gắn lưới luôn là 24 nha anh em, nó đang là 23 năm rồi. Gắn cái lưới vô 5 năm nữa, 0,5 nữa là 24. 24. Chiều sâu 24. Nó chiều sâu nó cũng gần bằng chiều cao là 25 năm. Nó cao hơn con phân, nó chiều cao nó cao hơn, hơn chiều sâu nó có 1,5 phân thôi. Đó. Cặp lo là chiều rộng nó 13, chiều cao là 24 năm. 25 năm chứ anh em, xin lỗi anh em, 25 năm. Cái đó là 25 năm, làm nhớ 25 năm. Đó, 25 năm. Mà chiều sâu nó đã 24 rồi. Thì nó hơn 1,5 phân nha. Cặp lo này lưới đầy đủ, còn đầy đủ hết nha. Cặp lo này nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ test thêm một hai bản nhạc trước khi kết thúc clip nha anh em. Rồi mình vừa test cho anh em hai bản nhạc Boro, bản cuối cùng là một bản nhạc quà tấu theo vị cha cha nha. Những cái bản nhạc ngày xưa của quốc tế rất là hay. Lo cặp bass có 10 cm thôi nhưng mà tiếng bass mình nhận thấy là khá là lực nha. Tiếng chép của con chép của Bana này cũng khá là hay nha. Nói chung là cặp lo này đánh mình hài lòng, rất là hay nha. Anh em có thể ghép những cái amply mini hoặc là cục vàng có sẵn để chơi nghe nhạc nha anh em, hoặc là anh em có thể dùng làm trợ lời cũng được, cũng ok nha anh em.
Rồi mình xin báo giá lại là mình bán cặp loa này là 600 nha. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha. Mình ở Sài Gòn quận 8. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình. Anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về cặp loa này nha. Rồi một lần nữa mình xin chào và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình. Hẹn anh em một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.